Đọc chính cho xem nào. Tại bạc kia nó mới lên cái lông mà. Thử xem tỷ lệ bao nhiêu nha. Rồi, ok rồi. Ok, đấy mua bên đây còn ba cái bộ tỷ lệ mua bên đây nốt luôn. Theo Trần Thông nha. Phát thứ hai. Ok. Nó hoa hai bê tắc. Tắt hay đề. Tắt hay đề. Tắt hết, tắt hết. Một phát linh hương này. Sáu mươi tám, 48%. Em thấy skill kia nhau ghê chưa, quá ghê gớm, kỳ nhau, đừng có đùa với em gái mưa. Rồi đi, cho cảm xúc cứ hai bộ hết bài tiếp, được bộ nào tính bộ đó đi, chơi dùng mục đích. Long triệu phú đủ. Ồ trời, đây là chuyện bình thường mà. Ủa Hùng chưa có triệu hả? Long triệu phú mà danh hiệu kim cương luôn đấy, đừng có đùa. Không dẫn chơi được đâu. Đây là chỉ là Long thôi. Chỉ đi bụng phán đàm thôi. Này. Chơi là có chất vào. Rồi, 70%. Nào một phần cho nè, lên dùng cái nào. 1 2 Lương Phạm nha. Ồ. À bê ghê, nhiều bê vậy. Lukaku làm gì nhiều bê vậy? Một phát toang rồi anh em ơi. Tình hình Cuba có vẻ căng thẳng. Để vậy luôn thì có cần phải bùa xếp làm gì cho nó ngay ngắn làm gì. Phát thứ hai. Một.
Ô, tưởng lên kìa. Ai nhà, bây giờ trong em mình không được một cái cọng lông nào. Để 69 luôn. Lúc này Bitcoin nha, các bạn nha. 320 em nha. Này, cho 100 phát anh em ơi. Mình học như thế cao chín thế thì à được. Với thế hút thì anh em ơi nó phải thế. Bán luôn không anh em? Được, cứ bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh. Hợp với thế biết máng vào rồi từ, từ anh em cứ để mình từ từ mình sẽ sở hữu này xưa. Rồi làm ngay nữa cái đã xong anh em từ từ coi siêu phẩm rồi lên này. Cái gì vậy? Khốn nạn, nó nghèo còn mắc cái nghèo lên mất 80k. Rồi, nghèo mắc cái eo rồi. Nghèo còn mắc cái eo, nghèo còn mắc cái eo 12 này, 16 này. Ô cha má ơi. Rồi. Có khi là phải làm. Phải làm. Từ từ. Để mình lóc mình lấy cái thế mình lóc mình lấy cái đây nè. Cái linh hồn. Đúng các cô lắm đi đấy cởi trần ra rồi. Bây giờ là phải mua cái cung thính bài này. Bây giờ con là có cái vũ khí 380 nào không nhỉ? Mình có không ta? Từ từ ra.
Đập bằng cái này đi. Chơi luôn, chơi là phải chết, còn không chơi thì thôi, phải không? Đập bằng cây 12 nó mới chết. Nó mới đáng đồng tiền bát. Rồi bây giờ là 1% thôi, 1% thì 20. Chơi một phát cuộc đời lên ho luôn này. Cây hồng ngọc cũng chín mệt quá hả? Dạ. Rồi. Rồi. Hello 290 anh em nha. Xem đồ ăn ngon ngon được phụ à. Bây giờ là à, cũ làm tích tích lũy 2 lần mà phải không? Hợp lý đấy. Cơ nào 2 4 6 8 10 2 4 2 4 5. 5 phải không? Đây, 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 đây. Anh đang chuẩn bị quay siêu phẩm nha. Siêu phẩm mang tên Ok baby. Don't hurt me, no more, no more. Rồi, lên. Hello 300 anh em nha. Rồi. Ok chưa? Đây. Cái gì anh em chưa gì nói xịt rồi. Ok. Bắt đầu. Nhậu chan nước mắt hay là nhậu chan tiếng cười đây? Từ đó. Nhầm rồi. Quát đỡ lợn hình như thiếu cái gì? À. 69 tiếp. Lên. Mày xong với tao rồi, mày xong 2 4 6. Nhanh nhanh nhanh, sao tỷ lệ nó lắc thế, tỷ lệ nó lắc thế. Đây đây đây, một phát một phát một phát. Lên hương lên hương lên hương lên hương lên hương lên hương. Nhanh 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 nhanh. Nhanh không, nó quên rồi sao? Rồi sao? 26 hả? Sao lại có 26% hả? Vậy là 36 hả? Sao tỷ lệ thấp vậy? 35 hả?
Không được, không được. Bực mình thế nhà, hai ốc mà sao kỳ vậy? Từ từ ấu rồi. Tỷ lệ là 50% không? Nói cho 28 ốc mới được. Nhanh đi cái Win 3 đấy, giờ đến nơi rồi. Rồi lên cuộc đời nở hoa này. Để 68 đi. Để 68 nha. Tám. Lên đâu? Ý trời ơi. Ý trời ơi. Ý trời rồi. Hai phát. Hai phát rồi. Xoay cái gì ta, hình như con DK có một ở đâu. Có một cái đồ quyền năng của ông có chiếc ông đưa. Ông một chiếc ống đưa để lấy, ui lắc quá, để lấy Win 3 luôn hả? Cái đồ quyền năng bữa ông đưa là đồ ở con nào đây? Bình tĩnh thôi anh em ơi. Đang còn đấy mà. Vẫn đang có cơ hội. 310 anh em nha. Không phải ạc này rồi, ạc nào ấy. Con sâu sao ấy? Không phải à ta? Đây. Đây, lấy cái quần quay hay lấy cái tay quay nhỉ? Đây, đây, có cái quay rồi, có cái quay rồi, rồi. Đây, có cái quay rồi. Vấn đề là nó mới có 8 ốp thôi.
Đi lên đây. Ôi da. Cái gì vậy? Ây da, còn like không? Còn like không? Cái này cùi tỷ lệ thấp hả? Cái này cái nào với tỷ lệ cao? Hoặc tính năng cảm ơn nha. Rồi 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 rồi. Ồ, cảm ơn nha. Nên nhà uống rượu nha. Ở đây còn 30 viên lấy về luôn này. Thời nó được ăn xá rồi phải không? Không biết có phải được ăn xá không? Ok. Rồi 16. 24 ốp. Bên này còn tiền không ta? Bên này còn đủ mua bộ tỷ lệ đấy. Chín đào hồng long thôi, đào hồng long giờ quay đọc chín cho xem nào. Tại bạc kia nó mới lên cái lông mà, để xem tỷ lệ bao nhiêu nha. Rồi ok rồi, ok đây mua bên đây còn ba cái bộ tỷ lệ mua mình nốt luôn. Theo Trần Thông nha. Phát thứ hai. Ok. Nó hoa hai bế tắc. Phát hay đi. Phát hay đi. Tắt hết, tắt hết. Một phát là hương này. Sáu mươi tám, 48%. Lên. Một, hai, ba. Vẫn không lên được bố tài à.